Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân thực hiện. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Phiên đàm phán thứ tư FTA Việt Nam, Liên minh hải quan kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp. Hội thảo quốc tế nông nghiệp với nhiều giải pháp nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên mục kinh doanh với chủ đề chiến lược tiếp thị tại điểm bán lẻ Shopper Marketing. Quý vị, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những kết quả của phiên đàm phán thứ tư Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan. Phiên đàm phán đã kết thúc tốt đẹp sau 4 ngày làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan đã thống nhất cơ bản về đa số các nội dung lời văn của Hiệp định tại phiên đàm phán về thương mại hàng hóa, phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, quản lý hải quan, thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ đầu tư, di chuyển thể nhân và sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, hai bên đã đạt được mục tiêu kết thúc phần lớn lời văn của Hiệp định vào cuối năm 2013, đó là cạnh tranh hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phát triển bền vững. Đồng thời, các bên tham gia cũng hướng tới kết thúc đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh Hải quan vào cuối năm 2014. Chúng tôi đánh giá rất cao kết quả làm việc trong 4 ngày qua. Phiên đàm phán về cơ bản sẽ mang lại động lực mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan về kinh tế, xã hội và thương mại. Kết thúc vòng đàm phán thứ tư, Việt Nam và Liên minh Hải quan đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy quá trình tham vấn nội bộ và trao đổi thông tin bằng mọi hình thức, đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán của các nhóm để tiếp tục đàm phán tại phiên thứ năm, dự kiến tổ chức từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2014 tại Cộng hòa Kazakhstan. Trong tuần qua, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo quốc tế nông nghiệp. Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị tổng kết và lập ra kế hoạch thường niên dự án CORIGAP lần 1 tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 6 nước thành viên: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Sri Lanka và Indonesia. Mục tiêu của dự án là giảm đói nghèo và cải thiện thu nhập cho 500.000 nông dân thuộc 6 nước thành viên thông qua việc phát triển các mô hình sản xuất lúa tiên tiến, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững. Dự án này được đầu tư từ các tổ chức chính phủ, Ngân hàng Thế giới và các nhà đầu tư từ Úc. Ở Việt Nam, dự án CORIGAP được triển khai ở hai tỉnh Long An và Cần Thơ từ tháng 6 năm 2013 đến năm 2016. Riêng Cần Thơ, đến nay, dự án đã góp phần giúp người dân hiện đại hóa các khâu thu hoạch lúa, san bằng mặt ruộng bằng tia laser, cải thiện công nghệ sấy, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Bên lề hội nghị, các đại biểu đã có chuyến đi tham quan các mô hình canh tác nông nghiệp có triển vọng tại thành phố Cần Thơ. Nhằm đáp ứng nhu cầu về giải pháp và sản phẩm điện tiêu chuẩn quốc tế, vừa qua, công ty phân phối công nghệ Quang Dũng QDTech đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Leroy của Pháp, trở thành nhà phân phối chính thức tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm như ống nhựa PVC Link, công tắc ổ cắm các dòng từ phổ thông đến cao cấp, hợp âm sàng pop-up và máng lưới Caplofield. Việc hợp tác này sẽ giúp QDTech hoàn thiện nhóm giải pháp và sản phẩm cho khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực mới. Được biết, hiện đơn vị này đang cung cấp các dịch vụ như tư vấn giải pháp, hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ giám sát triển khai, bảo hành sản phẩm, nhằm đảm bảo hạ tầng điện an toàn, tiết kiệm và góp phần đảm bảo đầu tư bền vững cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2013 tuy có sự tăng trưởng chậm lại, song vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam kinh doanh cả hai dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, trong năm vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu hợp nhất đạt 17.652 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với năm 2012. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 8.482 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 1.589 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2012. Với những kết quả kinh doanh đạt được, năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt tập trung triển khai các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển bền vững, với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7,2% so với năm 2013. Vừa qua, sự kiện thường niên lớn nhất Đông Nam Á, triển lãm điện tử tiêu dùng Samsung C Forum 2014 đã chính thức diễn ra tại Indonesia. Tại triển lãm, hãng đã giới thiệu mẫu TV chủ lực của mình cho năm 2014 là UHD 78 inch với màn hình cong đầu tiên trên thế giới, cho người xem cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu phim thực thụ.
ở mảng hàng gia dụng. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như máy giặt cỡ lớn WW9000 với dung tích 25 kg, tủ lạnh thông minh với không gian lưu trữ rộng. Ở mảng di động, Samsung đồng thời giới thiệu một loạt máy tính bảng Galaxy Note Pro, Tab Pro với các kích thước màn hình 12 inch, 10.1 inch và 8 inch. Nhìn chung, các sản phẩm lần này được Samsung thiết kế theo xu hướng tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo công suất và hiệu quả hoạt động. Thưa quý vị, với mục tiêu gắn lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông với xu thế công nghệ thân thiện với môi trường để phục vụ nhu cầu của con người, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị quốc tế thường niên về công nghệ thông tin xanh và con người. Hội nghị do Hiệp hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Điện tử Hàn Quốc kết hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT tổ chức. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và sinh viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực trong lĩnh vực công nghệ thông tin xanh. Sự hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Hiệp hội Điện tử Hàn Quốc trong nhiều năm qua ngày càng được tăng cường. Qua hội nghị, trước hết nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội đến Hàn Quốc để học tập và nghiên cứu. Nhiều kỹ sư Việt Nam cũng có cơ hội được tuyển dụng bởi các công ty Hàn Quốc. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu với PTIT. Đồng thời năm tới chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị quốc tế thường niên về công nghệ thông tin xanh và con người 2015 tại Đà Nẵng. Là đơn vị được ủy nhiệm tổ chức hội nghị quốc tế thường niên về công nghệ thông tin xanh và con người tại thành phố Hồ Chí Minh, PTIT hoạt động theo mô hình 3 gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh. Với các ngành đào tạo như kỹ thuật điện tử, truyền thông, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công nghệ đa phương tiện, quản trị kinh doanh, kế toán ở các bậc học tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Học viện hiện đang cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều hãng viễn thông, công nghệ thông tin và các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Để đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, thì Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có định hướng với 4 điều sau đây. Điều thứ nhất là cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo, tiếp cận dần với các công nghệ mới nhất. Điều thứ hai, nâng cấp phòng thực hành thí nghiệm để sinh viên tăng cường kỹ năng thực hành. Điều thứ ba là liên kết với các công ty để các sinh viên có thể đi thực tập tốt nghiệp, giảm khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường với yêu cầu thực tiễn của xã hội. Điều thứ tư là nâng cao chất lượng đào tạo sát với chuẩn quốc tế thông qua việc hợp tác quốc tế với các trường đại học nước ngoài. Để đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động quốc tế, từ năm 2009, Học viện PTIT đã thực hiện chương trình liên kết quốc tế như chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin theo hình thức 2+2 với trường đại học Staten Island trong hai chuyên ngành đào tạo là khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. Ngoài ra, từ năm 2008, dưới sự cho phép và hỗ trợ kinh phí từ tập đoàn VNPT, hàng năm, học viện đều tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng tại Lào và tại Việt Nam cho các cán bộ chủ chốt của ngành bưu chính viễn thông Lào. Trường trang bị đầy đủ các cái thiết bị để cho sinh viên có thể thực hành, và những cái kiến thức mà mới về công nghệ thông tin cũng như là viễn thông thì được trường cập nhật, luôn luôn cập nhật. Và như đó là tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp thu được những cái kiến thức mới từ thế giới. Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Do vậy, những chương trình đào tạo trong nước cũng như hợp tác quốc tế đang không ngừng được đẩy mạnh tại các trường đại học của Việt Nam hiện nay sẽ góp phần cung cấp nguồn lao động trình độ cao, có năng lực cho nền kinh tế, cũng như nâng cao giá trị nguồn nhân lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Khoảng 5% người mua trung thành với nhãn hiệu họ ưa thích, 70% trường hợp đến cửa hàng rồi mới quyết định chọn thương hiệu để mua, 68% trường hợp mua hàng mà không có kế hoạch trước. Các con số này khiến chúng ta đặt ra nghi vấn, liệu rằng các doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực để xây dựng thương hiệu, rồi trông chờ vào sự trung thành tuyệt đối của khách hàng, hay nên tạo ra ảnh hưởng đối với người tiêu dùng ngay thời điểm họ chọn mua sản phẩm. Với nghi vấn đó, ngày nay, shopper marketing, tức lấy người đi mua hàng làm đối tượng mục tiêu trong chiến lược tiếp thị, nhằm thúc đẩy người đi xem hàng ra quyết định chọn mua là một bài toán mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Kính thưa quý vị, trong đoạn phóng sự ngắn vừa rồi đã phần nào giúp quý vị hình dung chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với các vị khách mời trong chương trình, đó là shopper marketing hay còn gọi là chiến lược tiếp thị tại điểm bán. Và để bàn sâu hơn về chủ đề này, hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời đến trường quay hai vị khách mời, ông Ngô Quốc Bảo, giám đốc trung tâm phát triển kinh doanh kiêm giám đốc Apple của FPT Shop.
Ông Phủ Thế Dự, chuyên gia tư vấn thương hiệu và là đồng sáng lập viên công ty Beautiful My Consulting. Trước hết cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình này. Thưa ông, chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói đến là shopper marketing, thì ông có thể giải thích rõ hơn cho quý vị khán giả đang xem đài hiểu thế nào là shopper marketing? Thì theo định nghĩa, shopper marketing là sử dụng tất cả các công cụ marketing cho người mua hàng tại điểm bán hàng, và làm thế nào để thỏa mãn cái người mua sắm tại điểm bán hàng, giúp cho nhãn hàng cũng như nhà bán lẻ bán được hàng và xây dựng thương hiệu. Như vậy thì cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta tác động vào cái khâu mà người tiêu dùng sẽ ra quyết định để mua hàng. Như vậy với vai trò là một người trong ngành bán lẻ thì chắc chắn là ông cũng có những cái kinh nghiệm để nói lên được những cái yếu tố nào khiến cho người mua hàng họ quyết định mua hàng tại điểm bán. Làm thế nào để một cái người mà đi shopping họ chuyển thành một cái người mua hàng? Đó cũng xin nói kinh nghiệm từ thực tế đây. Dạ. Thì có rất nhiều dạng người đi mua hàng khác nhau. Người thì quan tâm đến là cái giá trị, tức là với một cái đồng tiền bỏ ra tôi sẽ thu được cái gì. Một số khách hàng khác ấy, thì là chỉ quan tâm là về giá rẻ. Có người thì lại không rành về sản phẩm lắm, họ lại cần một cái sự tư vấn rồi giúp từ nhân viên bán hàng. Rồi có người thì lại không có nhiều thời gian, ví dụ như là trong một cái quá trình hàng hóa sau khi họ lựa chọn xong hết rồi. Nhưng mà nhiều khi chẳng hạn tôi ví dụ là mua điện thoại, ở các nhà bán lẻ bây giờ là hầu hết đối với lĩnh vực hàng công nghệ là đều có cài những cái bộ phần mềm bao gồm là free, không tốn phí. Cái khâu cài đặt là một trong những cái khâu mà thì rất nhiều khách hàng là không hài lòng mà các đơn vị bán lẻ. Nhiều khi người ta quyết định mua hàng nhưng mà ngồi chờ cài đặt lâu quá, người ta đứng lên người ta đi. Nhưng mà gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng công nghệ và kỹ thuật số như FPT Shop đang kinh doanh ấy, thì cái đối tượng khách hàng mà quan tâm cái sự trải nghiệm là ngày càng nhiều. Tại vì đặc biệt trong cái thời buổi bây giờ là sản phẩm công nghệ rất là nhiều. Vậy khách hàng không có nhiều thông tin thì họ cần một cái sự trải nghiệm. Nhưng mà nãy giờ thì Hoàng Phi nghe thấy là ông xoáy quanh một số yếu tố như là đặc biệt là cái tính tư vấn, tính trợ giúp của nhà bán lẻ dành cho một nhãn hàng nào đó. Khi mà người tiêu dùng, khi mà người mua hàng họ đến cái cửa hàng thì họ lắng nghe cái tư vấn. Điều đó có nghĩa rằng là nhà bán lẻ trong việc tư vấn cho khách hàng thì là một điểm rất là quan trọng. Và đặt ra một vấn đề là làm sao để chúng ta tìm được cái tiếng nói chung và một sự đồng thuận chung giữa nhãn hàng và người bán lẻ. Trước khi có cái khái niệm shopper marketing, còn ở giai đoạn trade marketing, thì bản thân như các nhà hàng, nhà bán lẻ đã có một số cái nữa, đã gọi là xung đột về mặt lợi ích. Ví dụ đơn giản ở trong siêu thị đi, thì nhãn hàng nào cũng muốn là cái sản phẩm của tôi là ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, không gian là quan trọng nhất, tóm lại là bước vào là đập vào mắt liền. Thế thì bây giờ cái chuyện mà phối hợp giữa các đơn vị bán lẻ và các nhãn hàng là rất quan trọng. Nhưng mà tôi lại không nhìn đối với góc độ FPT Shop đó nha. Tôi không nói các đơn vị khác, tôi cũng không có nhiều thông tin về các đơn vị bạn. Thì cái đấy không gọi là một cái xung đột, mà phải có một cái sự thỏa hiệp. Thì vấn đề là nhà bán lẻ phải làm thế nào đấy để gọi là hài hòa giữa các đối tác của mình. Với vai trò là một người tư vấn lâu năm thì ông nghĩ rằng thật sự nó có cái sự xung đột giữa điểm bán và những thương hiệu hay không? Và trong cái xung đột đó thì chúng ta nên giải quyết nó như thế nào? Khi mà người tiêu dùng bước vào cửa hàng, họ biến thành người đi mua sắm. Và nhiệm vụ của các nhãn hàng, của nhà phân phối làm thế nào sẽ biến cái người mua sắm này thành người mua hàng, là người buyer. Thì mình sẽ thấy rằng để làm nhiệm vụ này thì chắc chắn là phải có sự phối hợp giữa nhãn hàng, nhà bán lẻ. Và nguyên tắc của shopper marketing là phải tập trung và hiểu để phục vụ người mua sắm tại điểm bán như thế nào. Thì người ta có nói nôm na, nếu mà là bán lẻ thì chỉ có 3 nguyên tắc là mình phải thực hiện. Đó là location, tạm dịch là địa điểm. Còn nếu mà thực hiện shopper marketing thì cũng có 3 nguyên tắc thôi, đó là collaboration, tạm dịch là phải có sự phối hợp, phải có sự thỏa hiệp, nhân nhượng, cũng như là đưa ra cái chương trình làm thế nào mà cả nhãn hàng và nhà bán lẻ phải đồng ý và thấy cái lợi ích lẫn nhau, thì chắc chắn là cái chương trình shopper marketing sẽ thực hiện được. Tuy nhiên Hoàng Phi thấy trên thực tế, khi mà nhà bán lẻ luôn luôn muốn có nhiều cái chương trình khuyến mãi cho khách hàng, trải nghiệm cho khách hàng nhiều hơn, trong khi nhãn hàng thì họ cho rằng là làm như vậy thì họ tốn nhiều hơn chi phí. Và chính vì điều đó dẫn đến cái sự phối hợp chưa hẳn là thành công. Thì hai ông nhận định sao về những tình huống như thế này? Mình sẽ nói là tại sao bây giờ shopper marketing mới bắt đầu bùng nổ, vì có 4 nguyên do.
Nguyên do thứ nhất là mình sẽ thấy rằng cái người tiêu dùng càng ngày càng khó tính hơn nữa. Họ nghiên cứu rất là nhiều các kênh khác nhau, kênh thông tin khác nhau trước khi họ quyết định mua hàng. Và là cái nguyên tắc thứ hai nữa là nhà bán lẻ càng ngày càng mạnh lên. Chẳng hạn như anh Bảo nói là hiện nay FPT có cả 100 cửa hàng, và thế là các cái nhà phân phối, các cái nhãn hàng là rất muốn đưa cái hàng vào cái cửa hàng của anh Bảo. Cái lý do thứ ba nữa là công nghệ đã trợ giúp cho cái người tiêu dùng họ đi tìm hiểu thông tin, rồi ngay tại cửa hàng họ cũng sử dụng những công nghệ như mobile phone, họ tìm hiểu trước khi mà họ quyết định mua hàng. Và mình sẽ thấy rằng cái kênh quảng cáo không còn hiệu quả nữa. Tức là mình sẽ thấy là nếu mà quảng cáo nhiều mà trong cửa hàng anh không có tạo ra sự trải nghiệm, anh không có những cái sắp xếp trưng bày đẹp mắt, thì chắc chắn người tiêu dùng, người mua hàng tại điểm bán, người ta không thực hiện. Bốn lý do đó tạo điều kiện cho các cái nhãn hàng và nhà bán lẻ họ suy nghĩ. Như vậy cái biên giới cuối cùng mà nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể bán được hàng là tại cửa hàng. Các cái nhãn hàng và nhà bán lẻ chỉ còn có nước là phải ngồi và làm việc với nhau. Dĩ nhiên là điều này không đơn giản, và đặt ra rất nhiều cái tình huống là như vậy phải có cái chức năng riêng về vấn đề là shopper marketing không? Cơ bản bây giờ tôi thấy là các hãng, không chỉ là các hãng quen thuộc như người tiêu dùng, mà những cái brand mới thâm nhập thị trường thì đều bắt đầu là nhìn nhận cái vai trò quan trọng của shopper marketing rồi. Ví dụ như trong thời gian gần đây là những hãng lớn như Samsung, Sony, Nokia, Apple là đầu tư cho hệ thống FPT Shop là hàng cả triệu đô. Chỉ để làm cái gọi là khu trải nghiệm. Khu trải nghiệm cho khách hàng, đầu tư hơn cả triệu đô đấy. Theo nghiên cứu của Deloitte, mỗi năm ngân sách dành cho Shopper Marketing tăng hơn 21%. Có tới 73% nhãn hàng nhận thấy thực hiện Shopper Marketing là khoản đầu tư hiệu quả, và 86% nhà bán lẻ đồng ý với điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất ít doanh nghiệp đầu tư bài bản cho Shopper Marketing. Một nghiên cứu khác của GfK cho thấy, trên thế giới, các hình thức này đã rất phát triển, nhưng cũng chỉ mới có 46% công ty có phòng Shopper Marketing độc lập, 54% công ty tích hợp Shopper Marketing vào những phòng ban marketing khác. Câu chuyện ngân sách đầu tư lại gây ra một gánh nặng cho các nhà hoạch định chiến lược Shopper Marketing hiện nay. Nãy giờ chúng ta thảo luận rất nhiều về việc chúng ta dành ngân sách để đầu tư đi đâu, đầu tư cho quảng cáo hay đầu tư tại điểm bán, tức là Shopper Marketing. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái mức độ đầu tư và sự chuyển hướng của các doanh nghiệp Việt Nam? Những nhãn hàng Việt Nam thực sự họ đã nhìn nhận được đúng nghĩa, đúng mức Shopper Marketing chưa? Và chúng ta có lời khuyên nào để giúp cho doanh nghiệp có thể triển khai thành công về chiến lược này? Hồi nãy ban đầu tôi có nói một cái ý là phải hài hòa giữa các bên. Nhà bán lẻ shop ấy phải điều phối hài hòa giữa các bên. Tại vì không có một nhãn hàng nào mà họ đầu tư một mình, họ chỉ bỏ tiền vào. Có nghĩa là ông bán lẻ cũng phải bỏ tiền vào. Có ba cái mấu chốt cơ bản này. Thứ nhất là trải nghiệm thỏa thích. Cái trải nghiệm thỏa thích là liên quan đến cái chuyện đầu tư. Thì đầu tư đấy là nói chung là các nhà bán lẻ cũng đừng trông mong chỉ có hãng rót tiền để đầu tư. Tại vì mình phải nhìn là cái chuyện đầu tư đấy là phục vụ trước tiên cho cái doanh thu lợi nhuận của chính mình. Cái ý thứ hai là hiện tại bây giờ đại chủ chúng tôi là bây giờ đang đẩy mạnh mở rộng cái danh mục các đối tác ngoài ngành. Thì ngoài ngành là gì? Ví dụ chúng tôi mở rộng hợp tác với BMW, với Megastar, Vietnam Airlines. Chúng tôi mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, các ngân hàng, ví dụ ANZ, Agribank, Tiên Phong Bank. Để làm gì? Để tạo thêm những cái giá trị cộng thêm cho khách hàng. Tại vì bây giờ sản phẩm là mình không sản xuất ra, thì mình phải tạo ra những cái giá trị cộng thêm một cách tốt nhất cho khách hàng bên cạnh sản phẩm. Và cái cuối cùng rất quan trọng ấy là để cho khách hàng chuyển thành ông buyer ấy, thì phải làm thế nào để cho họ an tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm. Thế thì chúng tôi phải đưa ra bằng chi phí của mình những cái như hàng bảo hành vào nước rơi vỡ đổi mới. Thì dĩ nhiên cái đấy là một cái cách mà các nhà bán lẻ phải trích từ cái lợi nhuận của mình. Mình phải xác định đầu tư cho tương lai. Thay vì mình giảm giá thì không hãng nào thích cả. Đưa đến phá giá thị trường thì mình đưa ra những cái giá trị lâu dài cho người sử dụng. Ngoài cái chuyện mà những doanh nghiệp họ tự đầu tư chiến lược Shopper Marketing cho chính nhãn hàng của mình, thì những nhà bán lẻ cũng phải đi cùng với doanh nghiệp và cũng phải đầu tư cùng với doanh nghiệp để tạo ra một hiệu ứng cao nhất, đúng không ạ? Liên quan đến chủ câu hỏi này thì nãy giờ là tôi thấy là anh Dự có vẻ cũng có rất là nhiều ý kiến muốn trao đổi. Đối với ngành công nghệ Việt Nam á, thì những cái cửa hàng mình gọi là kinh MT á,
Modern Trade á, hoặc là Organized Store á, những cái cửa hàng có trên 3 cửa hàng GPT vậy. Thì tổng cộng tất cả những cái cửa hàng loại này thì chiếm một tỷ trọng rất là lớn, 50-60% lận. Thật ra là họ có điều kiện để ứng dụng Shopper Marketing. Còn kênh FMCG, kênh siêu thị ở Việt Nam thì kênh này còn rất là khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20-25% thôi, nên cái việc áp dụng nó thì còn rất hạn chế. Nhưng mà mình cũng thể thấy là rất nhiều đơn vị mình tạm gọi là dẫn đầu trong đây trong việc áp dụng Shopper Marketing ở Việt Nam, như B&G nè, như Unilever nè, rồi như nhãn hàng Dutch Lady nè, chẳng hạn như vậy. Và tôi có nói chuyện với bên Sàn Co-op thì bên họ cũng đã bắt đầu triển khai một số các cái chương trình Shopper Marketing. Như vậy mình sẽ thấy là nhà sản xuất ở Việt Nam á, thì bắt đầu nên tiếp cận Shopper Marketing để có thể đưa hàng hóa mình vô siêu thị trưng bày làm thế nào để cho có thể hút khách hàng và bán được hơn. Đối với nhà bán lẻ giống như là anh Bảo thì nhà bán lẻ cũng có thể nên chủ động. Có thể mình thậm chí là anh mình đề xuất, chẳng hạn như anh Bảo có nói là khi có ngân sách rồi nhưng mà chính mình có nhiều khi mình phải đề xuất ra là anh phải làm gì nè thì anh có thể bán được tốt hơn cửa hàng của tôi. Thì chắc chắn cái Shopper Marketing sẽ có hiệu quả ở Việt Nam. Nãy giờ là hai anh cũng dù có nhiều ý kiến trên nhiều góc độ khác nhau nhưng vẫn thống nhất với nhau một điểm là chúng ta sẽ có một cái sự hợp tác giữa hai bên, giữa nhà bán lẻ và những nhà sản xuất sản phẩm để họ hiểu được là người tiêu dùng mong muốn gì và làm thế nào để biến một khách hàng tiềm năng trở thành một người mua hàng thật sự. Nhưng mà Hoàng Phi thấy là đặc biệt là đối với ngành công nghệ đi, hôm nay là tại vì có anh Bảo ở đây mình nói đến ngành công nghệ khá nhiều, thì chúng ta thấy là những người yêu thích công nghệ, mua sắm hàng công nghệ đa phần là những người sử dụng mạng xã hội rất nhiều, hầu như là hàng ngày, tương tác hàng ngày. Và sự phát triển của các công cụ marketing, trong đó có công cụ về truyền thông mạng xã hội, nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng dẫn đến cái hành vi mua hàng của những khách hàng của chúng ta. Như vậy thì hai ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? Như tôi quan sát này, là hầu hết người tiêu dùng nào mà trước khi đi mua hàng là vào Google họ search nha. Thí dụ họ muốn mua một cái sản phẩm, ví dụ một cái điện thoại, một cái máy tính, là vào search một phát đấy, xong thế là đổ ra rất nhiều trang, sau đấy vào là xem từng nơi. Đấy thì tôi chỉ có nói nó là bây giờ cái kênh mà truyền thông online là đóng một vai trò ngày càng quan trọng. Thì làm thế nào đấy, như tôi nói hồi nãy, cái Shopper Marketing nó chứ không chỉ giới hạn ở tại cửa hàng đâu, mà làm thế nào để người tiêu dùng đang ở nhà biến thành ông đi shopping, trở thành shopper. Mà cái giai đoạn tiếp cận họ trong lúc họ ở nhà thì phải có rất nhiều động tác đấy. Thì kênh online là một kênh rất quan trọng, và đơn vị nào mà nắm phần thắng ở trên cái gọi là kênh truyền thông online thì sẽ nôm na là sẽ biến cái người tiêu dùng customer thông thường ấy, là cái top of mind ấy, khi mà đi mua hàng là ông người tiêu dùng thì ông phải nghĩ đến mình đầu tiên, nếu mà đầu tư tốt vào cái kênh truyền thông online. Thì bổ sung cái thông tin mà anh Bảo đề cập về cái hiệu quả của kênh online ở ngoài cửa hàng, thậm chí là trong cửa hàng thì người ta cũng thấy rằng việc ứng dụng của cái kênh online này trên cửa hàng đem lại hiệu quả rất lớn. Các nghiên cứu đều cho thấy rằng người tiêu dùng hiện nay là ai cũng có mobile phone hết. Thành ra là người ta thấy rằng nếu mà người tiêu dùng sử dụng mobile phone trong cửa hàng, tức là họ bắt đầu làm gì? Kiểm tra giá. Người ta gọi bạn bè của họ. Thành ra thậm chí có rất nhiều cửa hàng ở nước ngoài, người ta hướng dẫn cho nhân viên bán hàng là nếu thấy cái anh khách hàng của mình á xem hàng rồi bốc điện thoại lên bấm nghe là cái người bán hàng phải tiếp cận ngay lập tức, vì cái anh này đang có quá trình tích tắc quyết định là bây giờ mua ở đây hay là mua ở đâu. Và cái nghiên cứu thứ hai nữa là nếu mà ta ở cửa hàng mà ta nhận được cái coupon mà qua SMS hoặc là qua tin nhắn hoặc Bluetooth thì trong điện thoại anh ta nói là anh đang ở cửa hàng của tôi nè, nếu mà anh mua ngay lập tức hiện nay anh sẽ được 20%, thì người ta nó có tới 60% người mua sắm người ta quyết định liền. Thành ra là sử dụng công nghệ trong cửa hàng cũng sẽ giúp cho cái việc bán hàng của mình rất là tốt. Thông qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ thấy là Shopper Marketing là ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mà cần đến những cái kênh phân phối tại các điểm bán lẻ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và có những chia sẻ thật sự rất là thú vị và bổ ích cho quý vị đang xem đài. Xin cảm ơn hai ông. Xin cảm ơn.
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới phát sóng vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ bảy trên kênh HTV9. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt.